Good boy. Yep, bravo. Good boy. Good boy, my dog. Là những bước chân kiểu đầu đời của Mundo, chú chó được đào tạo từ nhỏ. Chào buổi sáng anh em nhé. Mundo đến từ Double F 47. Trời hôm nay rất là ấm, không có lạnh hay là sương mù như mọi khi. Tập chó cũng là một môn thể thao giúp mình rèn luyện thể lực cho cả mình và cả chó. Những chú chó được rèn luyện đều từ nhỏ thì nó lớn nó sẽ rất hay. Hậu vệ của Eric Foreman. Cái thần thái hung gọng, chú chó gần 3 tháng tuổi như này là quá đạt. Ở xa kia là Leo đang nằm đợi để tập. Leo đệ của mình. Các bạn thấy là cái độ tập trung của Mundo vào handler là rất là tốt. Mundo để được sẽ được điều hướng để chơi bộ môn bia đây ngay từ nhỏ, bộ môn K9. Mặt ngực đen kịt, rất là gấu. Không biết sợ là gì. Rồi giữ nó cho anh cho cắn. Đưa mượn cái túc. Hey you. Hey what's up boy. Hey. Good. Attic. Super. Good. Super. Bé mà chơi luôn cả túc của chó lớn. Full. Cả vô tiếng ạ. Good boy. Tập cho bé có vết cắn siết và thúc ngay từ nhỏ, đúng không? Răng của bọn nhóc tầm này thì nó cũng khá là yếu. Nên các bạn để ý tí. Kéo vừa đủ lực. Good boy. Nó cắn siết không nhả. Tốt ngay từ bé. Good boy. Đầu thủ ngày càng đen mà giống cha. Good boy. Good boy. Good boy. Đấy, tập cắn cho con thì các bạn làm như này. Good boy. Tránh trường hợp kéo mà dở hỏng con chó lên lên trên nha. Không tốt mà không có tác dụng gì cả. Yes. Bravo, good boy. Mình thấy cái vết cắn của Mundo nó rất tốt. Good boy, Mundo. Túc nuôi chó lớn rồi nó ngậm full hàm, không hở một kẽ răng luôn. Đấy. Good. Mặt này thì không có chọc đi đâu được. Mặt này chỉ có con của Eric thôi. Nó có cái mặt giữ thần thái như này. Yes. Bravo. Các bạn thấy không? Cool mà rất là tự tin. Boy mà đúng. Rất là tự tin. Boy. Không hở răng luôn. Dạ. Tự tin điềm tĩnh. Đó là bằng những bản chất tốt của một chú chó. Good boy. Mà các bạn cần cái đào tạo thể thao. Good boy mà đồ. Răng còn chưa mọc răng. Răng sữa thôi nên cắn thôi. Bravo. Cẩn thận. Leo, no, Leo, từ từ con. Leo một chú chó hơn 2 tuổi được bọn mình đào tạo thôi. Theo hướng chó thể thao bảo vệ. Mundo đang đợi để Leo đang đợi Mundo tập xong để tập cơ bắp.
Nhưng mà thấy bộ khung rất là tuyệt vời của Leo. Sau đây anh em mình sẽ đổi qua Leo để tập những bài trắng. Tranh thủ tập vì mùa này, mùa này mà sau 9 giờ thì nó rất nắng. Cho bò này thì không biết mệt đâu, chơi tới trưa cũng được. House. House. Chú chó tự tin, điềm tĩnh và có vết cắn tốt là chú chó rất còn để mà sau phát triển. Video mình tạm dừng ở đây để mà tập cho Leo. Hẹn anh em ở video lần sau. Leo. Good boy. Good. Bravo. Good. Hey. Good. Sit.